Xem giờ cả thế giới chỉ với một chiếc đồng hồ nhỏ 38,5 trên cổ tay. Các bác có tin vào điều này không ạ? Nếu các bác vẫn chưa tin, hãy cùng em khám phá một cái siêu phẩm đến từ thương hiệu Longines tại kênh Swag Authentic. Chào chị Tín, sống trọn đam mê. Và em là Long Time. Hôm nay thì em sẽ mang đến và trải nghiệm với anh chị em một chiếc đồng hồ rất là đẹp và một cái phong cách cực kỳ tuyệt vời, đấy là từ dòng sản phẩm bán chạy nhất của Longines, đó chính là Longines Master. Hôm nay thì em sẽ về với cái tình trạng là đầy đủ hộp, sổ, phụ kiện của chiếc đồng hồ này. Một chiếc đồng hồ gần như mới để anh có thể trải nghiệm một chiếc đồng hồ chính hãng đến từ Longines, nhưng với một cái mức giá dễ chịu nhất có thể. Ngoài ra thì bên cũng sẵn sàng thu mua lại chiếc đồng hồ anh em không có nhu cầu sử dụng nữa. Mọi thông tin chi tiết các bác cần được tư vấn, hãy liên hệ với em với số Zalo, số điện thoại 0973 816172, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng Swag Authentic tại số 7 đường Lương Thế Vinh để lên tay và trải nghiệm sản phẩm. Đi cùng với đồng hồ thì chúng ta ngoài cuốn hộp, ngoài chiếc hộp ra thì chúng ta sẽ có một cuốn sổ. Một cuốn sổ rất là chi tiết về rất là nhiều những cái bộ máy rồi là hướng dẫn sử dụng của Longines. Các bác có thể tham khảo và đọc kỹ nó khi mà sở hữu sản phẩm này nhé. Với cái hộp chính của chúng ta sẽ là một chiếc hộp da và sẽ có chiếc đồng hồ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Longines Master World Timer rất đẹp, phải nói là một cái thiết kế cực kỳ tuyệt vời. Cái dòng Master này thì nó đã là cái dòng sản phẩm chiến lược và rất là bán chạy của Longines rồi. Một cái thiết kế phải nói là chuẩn mực và cực kỳ chất lượng sử dụng dành cho những cái vị doanh nhân thành đạt. Chiếc đồng hồ này của chúng ta hôm nay thì sẽ có đường kính bề mặt là 38,5mm, phù hợp với đại đa số cổ tay của các bác. Các bác chỉ cần có cổ tay trong khoảng là từ 15,5 như cổ tay của em trở lên là đã có thể trải nghiệm đẹp chiếc Longines Master này rồi. Chiếc này thì sẽ có một cái mặt dial khá là nhiều chi tiết, và em sẽ cùng với các bác tìm hiểu xem là những cái chi tiết phức tạp sử dụng trên mặt dial này có những cái tác dụng như thế nào. Đầu tiên, với một chiếc đồng hồ cao cấp đến từ Thụy Sĩ thì chúng ta sẽ được trang bị một lớp kính sapphire nguyên khối có phủ chống lóa. Lớp kính này sẽ rất là cứng để bảo vệ cho chiếc đồng hồ của các bác tránh khỏi những cái va đập trong cuộc sống, và đồng thời cũng làm không làm mất đi cái vẻ đẹp sử dụng trên mặt dial này. Toàn bộ mặt dial của chúng ta thì sẽ có hai tông màu chính, đó là tông màu xanh navy đậm và màu trắng. Chúng ta sẽ có ở chính giữa chính là một bộ kim lá rất đẹp và mang lấy cái tỷ lệ vàng của Longines, nó mang lại cái độ cân đối và hoàn mỹ cho chiếc đồng hồ này chúng ta. Và bộ kim lá này chúng ta sẽ được chế tạo từ một cái chất liệu rất là cao cấp, đó chính là kim nung xanh. Với kim nung xanh này, những cái người thợ, những người kỹ sư đến từ Longines họ sẽ phải trộn thép và đồng cùng một số phụ gia khác và nung đến nhiệt độ 590 độ F thì nó mới có bộ kim nó tỏa ra cái màu sắc cực kỳ là đẹp mắt và thanh lịch như thế này. Với những cái chiếc đồng hồ Rolex thì mặt trắng kim xanh, mà nhất là kim nung xanh này, bao giờ cũng là cái sự hoàn hảo của cái vẻ đẹp thanh lịch cổ điển. Chúng ta sẽ có 12 cọc số Arabic làm dạng viết tay rất là cổ điển và sang trọng anh chị em nhé. Và ở trên cốc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của thương hiệu Longines, logo đồng hồ cát có cánh và dòng chữ Automatic GMT, tên của bộ máy của chiếc này. Đồng thời là trên mặt dial chúng ta sẽ phủ đầy những cái vân Pelican, đây chính là những cái vân riêng có của đồng hồ Longines, lấy cảm hứng từ những người kỹ sư khi mà họ nhìn ra phía ngoài và trước cái vùng xanh trên bia này thì họ trồng rất là nhiều lúa mì. Họ đã lấy cái cảm hứng từ những cái đồng lúa mì để tạo ra cái đường vân Pelican này cực kỳ đẹp mắt. Và ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái vòng màu trắng và vòng màu xanh đậm như này. Nó biểu thị cái gì? Thì ở trên này chúng ta sẽ có từ đánh số từ 1 đến 24, thì có nghĩa là cái thành phố nào mà nó có màu trắng này thì là ban ngày, còn màu xanh đen này sẽ là ban đêm. Và phía ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái vòng outring, ở đây thì chúng ta sẽ có tên của 24 thành phố đại diện cho 24 múi giờ, và khi mà anh em chỉnh lịch ấy, thì chúng ta sẽ có thể xem được toàn bộ những cái chi tiết, xem được cái cơ cấu hoạt động như thế nào. Bây giờ thì em sẽ cùng các bác trải nghiệm nhé. Và khi mà các bác rút ra nấc ngoài cùng ấy thì chúng ta sẽ chỉnh giờ nhé. Khi mà các bác xoay chỉnh giờ ấy thì cái vòng ngày đêm thì nó cũng sẽ xoay đó, và chúng ta có thể thấy là những cái giờ tương ứng với cả những cái múi giờ trên các thành phố ấy, nó cũng sẽ chuyển động và nó hiển thị chúng ta tất cả những cái múi giờ
trên toàn thế giới. Đây, ví dụ em để ở múi giờ 10 giờ 10 như này. Và với những cái chiếc này thì chúng ta đặc biệt là hữu ích với những các bác có thường xuyên đi công tác nước ngoài, thường xuyên di chuyển đến các múi giờ khác nhau. Và chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ không chỉ có một cái thiết kế đẹp, độ hoàn thiện cao, mà có một cái tính năng cũng rất là tuyệt vời và cực kỳ hữu ích. Đó. Ở tới cái phần bộ máy của chiếc này thì em sẽ giới thiệu cái bộ máy đến từ Longines. Bộ máy này thì thực sự là rất là cao cấp. Bộ máy này sẽ là caliber L635.6, bộ máy mới nhất được trang bị trên dòng đồng hồ World Timer này. Bộ máy này chúng ta thì sẽ sử dụng 33 chân kính với một cái bộ máy phức tạp sử dụng để xem giờ toàn thế giới như này, thì chúng ta sẽ được tăng độ chân kính lên rất là nhiều, 33 chân kính, hoạt động tần số động là 28.800 mAh/giờ và cho khả năng tích cốt đến 40 giờ các bác nhé. Các bác thấy là thân máy được hoàn thiện từ thép không gỉ, được đánh vân và hoàn thiện với độ hoàn thiện rất cao, với đường vân circular, vân Geneva trên cả bánh đà và các thứ máy, độ hoàn thiện rất đẹp, hiệu ứng cực kỳ cao cấp và sang trọng. Các bác có thể thấy là góc 12 giờ chúng ta sẽ có balance spring, đây chính là trái tim của máy đang quyết định cái sự nhanh chậm, và có thể thấy là bộ máy đang hoạt động rất trơn tru, bền bỉ và chính xác ở đây. Phần thân máy ta sẽ có tên của dòng sản phẩm The Longines Master Collection, tên của bộ sưu tập, sử dụng hoàn toàn bằng thép không gỉ, kính sapphire và chống nước của chiếc này sẽ là 33, tương đương với 30m các bác nhé, đủ tiêu chuẩn để các bác sử dụng với hoạt động thường ngày. Chiếc này của chúng ta thì sẽ đi cùng với một bộ dây kim loại được hoàn thiện nhiều chỉ, có một chỉ hoàn thiện phần trải xước, còn lại là sẽ hoàn thiện bóng để tạo cái độ sang trọng cho đồng hồ, một cái thiết kế rất là đẹp mắt và đầy thu hút. Bây giờ thì em sẽ cùng với các bác lên tay và trải nghiệm với chiếc Longines Master World Timer này. Một cái thiết kế cực kỳ sang trọng và chuẩn mực của một chiếc đồng hồ danh tiếng đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có đường kính bề mặt là 38,5mm. Cổ tay của em 15,5mm đã có thể fit đẹp chiếc này rồi. Các bác có cổ tay trong khoảng từ 15,5 đến 17, lựa chọn chiếc đồng hồ này sẽ cực kỳ là đẹp mắt, đó, thanh lịch và cũng rất khỏe khoắn nữa, với cái thiết kế của dòng Master cực kỳ nổi tiếng rồi. Chơi Longines thì anh em đang lựa chọn một cái dòng sản phẩm cao cấp, tin cậy và có độ thiết kế cũng như là cái lịch sử thương hiệu rất là lâu đời. Đó, chiếc này thì hãng đã bán mới mức giá là khoảng 60 triệu cơ, nhưng em đã có một chiếc siêu lướt tình trạng đầy đủ hộp sổ thẻ phụ kiện như thế này, thì chiếc này em đang giao lưu mức giá cực kỳ ngon cho các bác chơi, chỉ có 32.500.000 thôi và đầy đủ hộp sổ phụ kiện như mới. Ngoài ra thì em cũng sẵn sàng đi cùng các bác thẩm định ở bất cứ trung tâm uy tín nào để các bác có thể tin tưởng và an tâm sử dụng một chiếc đồng hồ đến từ kênh Simwatch Authentic nhé. Các bác có thể đến trực tiếp trải nghiệm tại số 7 đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên, cửa hàng đồng hồ Simwatch. Các bác ở xa muốn mua sản phẩm hãy đặt cọc cho em 15% giá trị, em sẽ gửi hàng tận nhà để các bác kiểm tra nhận hàng thanh toán, cam kết chính hãng 100% và bảo hành 5 năm để các bác yên tâm sử dụng và trải nghiệm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo của chúng tôi.